À, xin chào các bạn, bây giờ chúng ta cùng làm cái này. ở à, đối này thì chúng ta sai quyền C. Vì khi gạch chân đại từ bản thân thì bao giờ thế chúng ta nhìn vào cái chủ ngữ đằng trước nó thì các bạn nhìn vào đây là vớp này. Thì đằng chủ ngữ đằng trước nó chính là từ that. Là that là sắp sắp thì lại bằng danh từ đằng trước. Đó. Nên chúng ta sẽ nhìn vào cái danh từ này, danh từ này. Đó mà các bạn thấy từ problems là số nhiều mà từ itself nó lại số ít nên chúng ta sai chúng ta phải chuyển thành từ uh, themselves đúng không đó còn đối với cấu trúc câu thì chúng ta thấy đây là có một verb này à, chúng ta đây có verb thứ hai này vậy cấu trúc câu này sẽ là một s cộng với verb o nó đến đây sau đó chúng ta có một mệnh đề tính từ chính là sắp cộng với uh, verb o mệnh đề tính từ này bổ nghĩa cho danh từ đằng trước đó À, đối câu này thì chúng ta sẽ sai cái phương án D vì sao? Tại vì chúng ta thấy có từ few và a few nó gọi là lượng từ thì đối lượng từ này thì sau đó là danh từ của s còn ngược lại thì chúng ta có từ little và a little thì sau đó thì cộng danh từ không được còn là danh từ không s đấy nếu tí thì cho nên chúng ta phải chuyển cái chỗ này thành cái gì a little mới đúng đúng không nhỉ? Tại vì equipment là danh từ không được Hoặc bây giờ các bạn chẳng quan tâm Mà các bạn thấy là từ equipment là không có S là sai rồi A few, a few hoặc là few phải có S Còn với cấu trúc câu thì chúng ta thấy là đây có một verb này Một verb này Verb thứ hai nó là từ demand Vậy cấu trúc câu sẽ là mệnh đề trạng từ sắp S Nó sẽ đến đây Rồi sau đó phải S Ở đối câu này thì chúng ta sẽ chọn là phương án vấn đề. Vì sao các bạn chú ý cho mình từ response nó là danh từ. Danh từ này chưa xác định vì response có nghĩa là phản hồi, phản hồi thì đếm được. Nên chúng ta cần thêm S vào. Đúng nhỉ? Thì mình ôn lại kiến thức này. Khi gạch chân danh từ chúng ta tự xem xem khởi đầu của danh từ từ đâu đến đâu. Rồi sau đó chúng ta xem danh từ này xác định hay không. Còn nếu danh từ này làm chủ ngữ thì chúng ta nhìn thêm cái việc là nhìn vào động từ để xác định sự hòa hợp chủ ngữ động từ. Còn đối với câu này thì có vớp không? Chúng ta có vớp chắc chắn là có một vớp rồi. Đây. Vậy cấu trúc câu này sẽ là một S e, uh, vớp O như này các bạn. Nó là câu câu đơn. À, đối câu này thì chúng ta sẽ chọn là phương án phần B. Vì các bạn thử thấy này, từ those, từ these, từ those nó chính là mạo từ mạo từ thay thế cho số nhiều, còn số ít nó sẽ là từ this và từ that đúng không? Nó vẫn là mạo từ thay thế cho số ít. Nhưng bạn nhìn thấy từ North America này, nó là số ít mà lại từ those là sai rồi, từ those là sai rồi. Đây các bạn có thể thay, à, ví dụ đây nó đã nhắc đến rồi nhé, nó đã nhắc đến rồi nên chúng ta không cần phải dựng từ this làm gì cả, chúng ta có thể thay bằng từ those khi một danh từ đã từng nhắc đến rồi thì chúng ta chuyển ngay bằng từ là giờ được. Còn đối với cấu trúc câu thì chúng ta sẽ như nào? Thì đối với câu này thì đây là mệnh đề tính từ giản lược còn nguyên ô rồi sau đó phải s cộng với vợ ô. Mệnh đề tính từ giản lược ô này nó chính là tính từ đây tính từ đây. À, đây là vớp của câu này. đối câu này thì chúng ta sẽ chọn ở a vì sao chú ý cho mình là khi gạch chân động từ luôn luôn nhìn vào chủ ngữ để xét sự hợp giữa chủ ngữ động từ nếu chủ ngữ có s thì động từ sẽ không s còn nếu chủ ngữ không s thì động từ sẽ có s thì các bạn thấy này từ is này nó là động từ có s thì chủ ngữ đâu cấu trúc a ở b thì verb à, chủ ngữ nó sẽ là a à, nó chính là cái từ này từ này mà chủ ngữ lại có s tiếp này vậy là sai rồi nếu mà sửa thì chúng ta bỏ từ is này đi chúng ta thay bằng từ từ are có nghĩa là một trong hai phải có s các bạn còn cả hai có s hoặc cả hai đều không s là là sai còn đối với cấu trúc câu thì chúng ta đây có một verb này đây chúng ta có một verb tiếp này thì cấu trúc câu nó sẽ à đây verb này phải kéo dài đến từ to mới đúng Cấu trúc câu nó sẽ là một S cộng verb O. Rồi sau đó chúng ta có một mệnh đề tính từ giản lược đó chính là verb đê cộng với giới từ O. Mệnh đề tính từ bổ nghĩa cho danh từ đằng trước đó. À, xin chào các bạn.